Rồi quý vị ơi, hôm nay là thứ năm 30 tây tháng 7. Rồi cuối tháng mà hôm nay là thứ năm nữa. Mấy ngày nay tôi đi công chuyện tôi không có bán hàng quý vị ơi. Nay tôi đăng lên cho thằng đệ tử tôi nó bán vài lô. Đó, cho nó điện thoại rồi quý vị điện lên nó trực tiếp nó nghe rồi nó giao lưu với quý vị. Quý vị ơi, tôi xả hơi nghỉ ngơi rồi quý vị. Ba này mốt để cho thằng đệ tử lên bán ngày vài lô thôi. Còn lại bữa nay mấy cây tôi bán dây vét vườn chứ không có đi mua hàng nữa, vậy không có thời gian nữa, giờ lo làm hàng nhà, sắp tới đây làm mấy chục ngàn cái sâm hương rồi đâu có thời gian nữa. Rồi hôm nay là bán cái này, đầu tiên là cái lô số 1 là cái lô 1879, 6 cây sâm hương 350k bao ship toàn quốc, anh nào quen thì ship code, lạ thì chuyển khoản nha. Rồi cây đầu tiên nè, để nó đây này, bán qua rồi cũng hết luôn rồi quý vị ơi, không có đi lấy hàng nữa. Cây số 3 đây, cây số 4 đây nè, tàn tròn do luôn nha quý vị. Anh nào có mua thì cứ mua đi nha, chứ không còn còn nhiều nữa đâu. Đây cây số 5. Rồi cây cuối cùng, cây số 6. Rồi xuống đi Bi ơi, quay giao cho con chiều nay sư phụ đi nhậu nha.